Xin giới thiệu quý vị mẫu xe Innova Venturer màu đỏ đời 2019, chạy 77.000 km, đứng tên cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh và đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá là 728 triệu đồng. Với cái chất lượng xe thì đã được Toyota Tân Cảng kiểm định rồi. Và quý vị thấy là về ngoại thất cũng như là nước sơn của cái mẫu xe Innova này thì quý vị thấy là xe phải nói là còn rất là mượt nha quý vị. Đây Innova Venturer, mẫu xe này thì cũng đã trang bị đầy đủ đồ chơi rồi ha, ghế da, DVD, camera da, đã có trang bị đầy đủ để phục vụ việc đi lại của gia đình quý vị ạ. Đây nội thất bên trong nè quý vị nè, ghế da phải nói là còn rất là mới ha, cửa đóng cũng rất là chắc chắn ạ. Đây nội thất phía trước đây quý vị, xe mới chạy số km đồng hồ đó là 76.470.